bọn mình đang ở Lotte. Đây là chim. Bọn mình muốn xem phim Life of Pi. Pi thực ra nó là Pi 3.14, một phim rất là hay. Và đây là những nhân vật đi cùng chúng mình, Jisoo và Nam. Ê, quay đây. Su điên nhất quả đất. Mà mèo cũng điên không kém. Các bạn đã xem phim chưa? Su giờ con khỉ. Con khỉ là tượng trưng cho mẹ gọi là cái gì? Ama, ama. Không, không, cái gì? Quất, quất, quýt, quýt gì nhở? Orange juice. Nước cam, nước cam. Nam tượng trưng cho con Nam. Ngựa vằn. Ngựa vằn. Không có tên. Mèo là Richard Parker. Chim là con lính cầu. Ở Cang Nam. Rất là đẹp. Các bạn có thể xem. Rất là nhóng nhánh, huyền thoại. Trời ơi. Kim cương ở khắp nơi. Lại là Nam và Su. Và đây lại là Nam và Su. Bọn mình đang đi từ tầng 6 đến tầng 1 và thực ra đang ở tầng 4. Ôi chết thôi, có kẹt túi. Su con đứng ngược lại. Hello đi. Hello. Bộ phim rất hay, các bạn nên đi xem. Vé rất rẻ, chỉ 90.000 thôi và mang chứng minh thư đi được là làm cái gì nhở? Membership nhé. Tạm biệt các bạn. Hello. À nhầm. Goodbye. Bye. Bye.